Kính chào quý vị và các bạn. Thông tin cần phải lưu tâm là chiều ngày mai, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa. Trong đó thì vùng mưa nhiều tập trung ở Lâm Đồng, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Lượng mưa có thể lên tới 50mm, tương ứng với màu xanh đậm trên bản đồ. Mưa trong giai đoạn này thì rất dễ là đi kèm với lốc, sét cũng như là gió giật mạnh. Ngay như hôm thứ Ba tuần này ở tại Cát Tiên, Lâm Đồng cũng đã xảy ra lốc xoáy, khiến cho nhiều cây xanh ngã đổ và một số nhà bị tốc mái. Vì vậy quý vị cần hết sức cảnh giác, khi mà thấy trời có dấu hiệu chuyển mưa dông thì hãy tìm nơi tránh trú an toàn và kiên cố ngay lập tức. Trước khi có mưa thì từ sáng cho tới trưa mai, toàn Tây Nguyên trời vẫn sẽ có nắng, bầu không khí tương đối dễ chịu, nhiệt độ cao nhất của các thành phố trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Ở Nam Bộ thì trời sẽ nắng mạnh hơn như là tại Phước Long, Biên Hòa nắng nóng 35 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Ở miền Trung thì dự báo là ngày mai mưa sẽ giảm thêm, chỉ còn một số nơi như là ở Đông Hà và Hội An là có mưa nhỏ ngắt quãng. Còn về nhiệt độ, ở phía Nam từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn Huế trở ra đến Thanh Hóa, nhiệt độ thấp hơn từ 22 đến 24 độ. Trở ra miền Bắc thì ngày mai trời chủ đạo sẽ là nhiều mây và đôi lúc có mưa nhỏ. Bầu không khí thì sẽ ấm lên khi mà nhiệt độ tăng thêm khoảng 2 độ nữa so với ngày hôm nay. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ trong khoảng là từ 19 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa trời không mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn quanh huyện đảo Trường Sa thì trời sẽ có mưa dông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.